Các cậu đoán xem tường lưu tướng lên trên này cao khoảng bao nhiêu mét? Tôi nghĩ khoảng 10 mét đấy. Tôi nghĩ phải cao hơn các cậu. Sao bây giờ chúng ta không kiểm tra xem ai là người nói đúng? Các cậu nói đúng rồi đấy. Chúng ta đã được học về tỉ số lượng giác có nhọn và có thể đo được chiều cao của bức tượng mà chỉ cần hoạt động xung quanh trên bức tượng mà thôi. Đúng rồi, đây này, chúng ta sẽ dựa vào bài tập thực tế ở trong sách giáo khoa trang 90 để đo chiều cao của bức tượng. Trang nói đúng rồi đấy, nhờ vào tỉ số lượng giác của góc nhọn alpha mà ta có thể đo được chiều cao của tháp anten mà chỉ hoạt động ở chân tháp thôi. Đây, trong sách giáo khoa được hướng dẫn chúng ta cách dùng giác kế như thế nào rồi nhé. Đây nhá, bây giờ giả sử chiều cao của bức tượng nữ tướng lê chân này là AD, chúng ta cần xác định một điểm C cách điểm D tại chân của bức tượng một khoảng là A mét. Đoạn EC là chiều cao của giác kế sẽ là B mét. A đúng rồi, để xác định AD ta cần xác định CD và góc alpha. Này nhé, trong góc vuông AEB thì có AB bằng EB nhân tan alpha, còn EC bằng với BD chính là chiều cao của giác kế. Ừ, sao AB bằng EB nhân tan alpha hả Duy Anh? Cậu không nhớ à, trong tam giác vuông ta áp dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông AEB thì sẽ có cạnh góc vuông AB bằng cạnh góc vuông còn lại là EB nhân tan góc đối. Nhân góc đối là ta là góc alpha còn gì? Đúng rồi, vậy mà mình quên mất. Từ đó ta có AD bằng AB cộng với BD và bằng EB nhân tan alpha cộng với EC và bằng A nhân tan alpha cộng với B. Vậy bây giờ ta sẽ lấy đồ dùng ra để có thể đo xem ai có dự đoán đúng. Các dụng cụ của chúng ta gồm giác kế dùng để đo số đo góc, cọc tiêu dùng để xác định vị trí các điểm, máy tính Casio FX570VN Plus dùng để tính toán các giá trị và thước cuộn dùng để đo khoảng cách giữa các điểm. Nào chúng ta cùng bắt đầu thôi các cậu. Chúng ta được chiều dài ở chân bức tượng là 4m94 và giờ chúng ta sẽ xác định điểm D. Mét 94 chia đôi ra thì ta sẽ được 2m47 hòa vào cặp cọc tiêu. Sau khi ta xác định điểm D thì sau đó ta xác định vị trí đặt giác kế. Điểm C là điểm mà khoảng rộng của giác kế chạm vào mặt đất. Ta có cạnh CD xấp xỉ là 7 mét. Bây giờ ta sẽ đo chiều cao của giác kế. Chiều cao của giác kế là CE xấp xỉ 1 mét. Tiếp tục ta sẽ xác định góc alpha bằng cách quay thanh giác kế này. Sao cho khi ngắm qua thanh giác kế này ta có thể nhìn thấy đỉnh A của bức tượng. Và ta có góc alpha xấp xỉ là 46 độ 58 phút. Vậy là đủ các số liệu rồi. Trong tam giác vuông AEB có AD bằng AB cộng BD bằng A nhân tan pha cộng B bằng 7 nhân tan 46 độ 58 phút cộng 1. Kết quả AD xấp xỉ 8,497 mét, xấp xỉ 8,5 mét. Vậy chiều cao của bức tượng là xấp xỉ 8,5 mét.